Rồi em Di Cá chào tất cả anh em ha. Thì sáng hôm nay em có lên cho anh em một ít máy công cụ loại to anh em à, loại to và một ít máy hơi anh em nha. Hai loại hơi này, cái đóng bên này là đóng không chạy anh em à, cái con này em bán rồi, đóng không chạy, đóng không chạy, còn đóng này thì đóng chạy anh em nha. Đó. Thì một chút xíu em sẽ test cho anh em xem, thì con nào chạy máy thì chạy, con nào không chạy máy thì không chạy. Giá thì mỗi tùy theo mỗi loại từng con, và hàng bên em thì không bảo hành anh em nha. Đấy thì tất cả các loại máy luôn, bất cứ con nào luôn. Và có 2, 4, 6, 6 con máy đục này là điện 220V, 6 con máy đục hàng của Đông Chen Trung Quốc anh em ha, điện 220V. Còn lại tất cả phía sau là toàn bộ là điện 100V anh em nha. Tất cả toàn bộ phía sau đây thì nó là điện 100V. Thì mỗi một con thì nó có một cái mã số và một cái giá tiền khác nhau đó anh em. Anh em nhìn kỹ cái mã số, ưng ý con nào anh em gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo cái mã số của máy đó anh em ha. Và khi mà chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước cho em mỗi đơn hàng là 100k trở lên, tùy theo cái hàng giá trị cao anh em nha. Nói chung là tầm cọc 30% á, một con máy 1 triệu thì anh em cọc 300, còn lại anh sẽ gửi về đến nhà. Khi mà anh em nhận hàng anh em vui lòng khui thùng kiểm tra đúng với máy mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại, còn nếu mà có sai sót gì thì anh em vui lòng gọi lại giúp em luôn để em giải quyết ngay lúc đó luôn anh em ha. Anh em đừng có nhận xong shipper đi rồi em sẽ không có chịu trách nhiệm được anh em nha. Còn shipper ở đó thì em chịu trách nhiệm 100% cho anh em luôn. Đấy thì vẫn cái hình thức mua bán bên em là như vậy. Và máy bên em toàn bộ tất cả luôn là không bảo hành anh em ha. Thì con nào em quay trên video chạy ngon thì giá nó cứng, còn con nào chạy tào lao thì giá nó mềm lại. Đấy thì anh em thầy thợ dọn được những con mà chạy không ngon thì anh em cái giá nó mềm lại cho anh em thầy thợ về dọn nha. Còn anh em mà xài luôn thì lựa những con nào mà giá nó cứng một tí xíu thì anh em về xài luôn anh em nha. Bất cứ một món hàng nào luôn anh em nha. Đấy. Thì tất cả phía sau là điện 100V. Còn lại 6 con đục này duy nhất thôi anh em nha. Em sẽ test đầu tiên cho anh em luôn. Và đồ hơi là xài hơi thôi. Đấy. Và hàng bên em thì toàn bộ tất cả là em bao ship rồi anh em nha, toàn bộ luôn. Thì em bao ship rồi, tất cả tất cả tật luôn, bất cứ giá trị bao nhiêu là em cũng bao ship hết anh em à. Anh em yên tâm cái vấn đề về cái vấn đề tiền ship nha. Rồi, bây giờ em sẽ test từng con một anh em xem và tham khảo nha. Rồi, con đầu tiên là điện 220V hàng Đông Chen Trung Quốc anh em nha. Hàng con này 900W nè. Đấy. Tem mạc còn luôn anh em nha. Đó. Con này hình thức đẹp. Có một chút xíu siêu lửa anh em ơi, đó, một xíu thôi, không cần dọn đâu anh em nha. Đó. Rồi, em này tem mạc thì hơi chày một tí xíu nha, cao su thì vẫn còn, đây không có, cao su thì vẫn còn anh em nha. Rồi, đó, con này rất là ok luôn, rồi 580k anh em nha. Đó. Rồi con này thì bị mất miếng cao su nè. Dây điện nối anh em nha. Rồi con này đục 17 ly nè, 66 mà không có lửa anh em ha. Đó. Bú giọng luôn. Đấy. Thì con này 614, em này 550k anh em nha. 164 chứ, 164 anh em nha, 550 nha. Đâu rồi 164, đừng có thiếu anh. Đây tem mạc còn đầy đủ rồi, mất cái miếng cao su này thôi. Rồi 164 550 luôn. Rồi 164 550 luôn. Con đẹp. Đấy. Rồi con này thì limited luôn anh em ơi. Đấy. Tem mạc còn đầy đủ anh em nha. Mới kinh luôn. Nói chung là con nào nó xài than nó có xíu siêu thôi anh em nha, lửa. Bật không?
lấy mũi khác đi, lấy mũi khác đi, lấy mũi khác này. Tới mà nè. Nhiều con cái mũi nó, cái mũi đầu gài nó ngắn anh em. Phải nó phải đục cho nó tới tới nơi với chú. Đầu dài, hai con này lấy cái đầu dài lại. Rồi, thử có đó thôi anh em nha. Rồi, con này nó bú nó không giọng anh em nha. Hồi nãy lúc đầu tiên thì nó có giọng nhưng mà bây giờ là nó không giọng. Không biết là do cái gì, cái mũi cái gì. Đấy. Rồi con này 165. Rồi 500k anh em nha. Đó, 165 anh em về dọn lại nha. Bú nó không giọng. Rồi, 166. Bông chen phải có này. Con này mất cái đầu kẹt luôn anh nha, dây điện nối luôn. Rồi, con nào cũng có chút siêu lửa. Rồi con này mất cái chùm cao su 166 550 luôn em nha, 166 550 luôn. Rồi 167 con này ok luôn. Rồi, 167 điện 220V đông sen anh em nha. Con này 570 luôn, đó, 167 570 luôn. Rồi, 168. Này. Rồi, ok, chạy ok luôn em ha. Rồi con này là nãy giờ thấy con này đục là ok nhất luôn này nha. Điều này nó hơi xấu xấu nè. Rồi 580k luôn em nha, 168 580 luôn. Rồi tiếp tục em này 169. Đầu con này hơi rơ nè anh em nha. Đó. Đó. Bình hơi em nó nhỏ lắm anh em nha. Em bóp như thế em bóp anh nó xì chỗ nào thì anh em sẽ nói anh em nha. Còn đây là nó không xì nè. Điều chạy bình hơi nó nhỏ, chạy hơi yếu anh em nha. Bóp cái phát bình hơi nó chạy à. Rồi con này. Đấy, video quay sao về vậy anh em nha. Anh em xem kỹ giùm em nha. Hàng nói này, hàng này là em không có bảo hành đâu anh em nha. 169 con này 350k anh em ha. Đó. U lông 1/2. Rồi con này 170. Đây số 3. Số 4. Số 1, số 2, số 3, số 4. Đảo chiều rồi. Đúng ta. Đảo chiều này, tướng anh em vô bình xin lại nha. Đó. Đây, đây là chạy vô nè. Đây là chạy ra. Hơi cứng rồi. Anh em giờ bơi xuống lại nha. Con này hàng của Ari Impact. Rồi 430 con này anh em nha, 430k đầu 1/2. Đấy. 171. Rồi con này 171.
con này em thấy chạy hơi yếu anh em nha. Đây số 4 này, ba số anh em nha. Đó, đây là số 4, đây là số 2 nè, còn đây là số 3 nè. Bóp bình hơi chạy nổi luôn. Đấy. Số 4 nè, mạnh nhất là số 4 là mạnh nhất anh em nha. Rồi, con này 350k luôn anh em, giờ vệ sinh thêm anh em nha. Đấy. Chạy thì nó không, em không thấy xì hơi đâu. Đấy. Con này đúng dây vô cái chạy luôn. Bị xì ngay đây nè. Đó, kẹt công tắc tàu 1/2 luôn em nha. Đó. Đảo chiều luôn. Con này không có số. Hơi luôn rồi. Để cho chạy lên tí xíu anh em ơi. Bình hơi em nó nhỏ quá. Rồi con này đầu 1/2 anh em nha, đầu 1/2. Đó, gắm vô thì nó chạy nhưng mà nó bị kẹt cái công tắc này anh em, giờ vừa làm lại nha. Rồi con này 172 250k luôn anh em nha, kẹt công tắc anh em ha. Đó 172 250 luôn. Rồi con này nó xì ngay đây nè nha, con này đầu 3/4 nó xì ngay đây nè, cò cứng bóp không được nè. Đấy, nó xì ngay đây, cò cứng bóp không được. Đấy, bóp đây. Nó xì ngay đây nè em nha. Đấy, con này sát nè, đầu 3/4, con này đầu 3/4 nè em nha. 2000 NW 2000 HA. Đấy, cò bóp không được, con này đầu 3/4 bị lơm lởm miếng ngay này nữa nè. Đấy, con này thì lấy xác anh em nha, gắm vô thì xì ngay đây, chỗ đây thì nó không xì. NBK. Con này nó bị ngay đây nữa anh em nha. Đó. Rồi con này đầu 3/4 mà bị xì ngay đây nữa, nó bị miếng ngay đây rồi. 350 anh em về lấy phụ tùng nha. 173 350 luôn. Con này chạy em nó kêu nè nha. Đấy. Đã chiều cứng nữa nè. Đấy. Rồi. Xác luôn anh em nha. 174 bên em thì em không có dọn đâu, xưa giờ mấy cái. Hồi đó giờ là mấy cái này là em bán xác bán mù rồi anh em ơi. Ở bữa nay là em sẽ test cho anh em coi bệnh của nó luôn, cho anh em dễ làm ha. 174 230 nha, 174 230. Rồi một con vít đang là số 4 anh em nha, đây số 3 đây, số 2, số 1, đảo chiều. Rồi con này ok luôn em ơi. Đấy. Rồi 170 thôi. 15. Con này thì 220 anh em nha. Đó, loại to. Đó. Bóp này ra hơi nhiều. Rồi không xì. Rồi 176 180k luôn. 176 180k vít anh em nha. Mát. Rồi vít luôn em. Điều tóc nè. Rồi 177 con mát.
Rồi, vít 200 luôn em nha. Rồi 178 con này chạy ok luôn nè. Rồi 178 108 luôn em nha. Vít 178 108 luôn. Con này thì cái nút bấm nó bị mất rồi. Đây. Cô Max Su. Con này cô Max Su anh em nha. Đấy. Rồi 179. Cầu quanh ok luôn anh em nha. Đấy. 179. 150k con này, tại nút này nó mất rồi anh em ơi. Con này là con gì nó mất cái đầu rồi nè. Chạy thì chạy rồi đó. 180. Rồi con này chạy anh em nha. Rồi 80 luôn. Mất cái đầu rồi, chạy 80k anh em giờ đổ chới anh em ơi. Đấy, mất cái đầu rồi. À, con này là con mài khuôn nè. Bao khỏe luôn em. Rồi anh em giờ vệ sinh lại cái đầu anh em nha. Hả? Con mài khuôn. Một rồi. 81. Rồi 200 luôn. 181 200 nhỏ xíu anh em nha, chưa được găng tay. Anh em bóp nhẹ thì nó sẽ quay ngược đây. Bóp mạnh thì thôi quay vô anh em nha. Rồi 182. Cái này 250k anh em nha. Đó, 182 250 luôn. Này bu lông 3/8, bu lông gốc. Hàng Universe anh em nha. Đó. Rồi bu lông gốc này. 183. 280k luôn em nha, bu lông gốc. Đầu 3/8. Và 184. Con này mất cái đầu tuột vít ra, tuột ra tuột vô á. Rồi con này 184, 140 luôn em nha. Đó, 184, 140 luôn. Mất cái đầu vít rồi nè, mất cái đầu tuột rồi. Này đầu bu lông 3/8 luôn. Bóp này ra hơi ghê không? Rồi đảo chiều. Hàng của Gia Băng. Đầu 3/8 anh em. Rồi 185. 230 luôn. Rồi 186. Đợi lại cho nó nha. Đợi dùng mình bắn, bắn lần không? Cái mài này. Rồi 186 con này 150 anh em ơi. Đó 186 hàng bên em là bao xíu hết rồi anh em nha. Là 186 150k luôn. Ờ đó, đưa con kia. Con này nó mất cái đầu anh em ha. Con này 186 nó mất cái đầu gì đây nghe đây nè. Thấy thiếu thiếu gì không? Chạy ngon lành 150 anh em nha. Đó. Bóp nhẹ nè. Bóp nhẹ nó nhả lại anh em. Đó. Cái đầu này bóp nhẹ nó nhả lại ngược chiều. Bóp mạnh vô là chạy vô nè đó. Rồi 18. Rồi con này 250 anh em nha. Đó. Rồi 188. Em này thì nhìn hình thức thì đẹp anh em nha. Đây nè. Này đây anh em nhìn kỹ giúp em ha. Em chịu này nó để là 35m vậy đây nè. Đấy. Rồi 188 cái này 180 luôn em nha. Đó 188 180 luôn. Đi đâu luôn em. Ừ. Rồi đưa 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 đưa. Rồi 189.
Bóp cái xì. Xì à. Phút sau anh em à. Ủ lông góc anh em nha. Đó. Nó xì phút sau. Ủ lông góc đầu 3.8. 120 bao ship anh em nha. Đó, 120k anh em về tự dọn giúp em nha. Một ủ lông góc 159.2 luôn. Lỗi anh em nha, con này em ghi chữ lỗi vô nè. Hàng lỗi hết, mình lấy phút máu nha. Hàng lỗi anh em ơi, toàn bộ là lỗi hết á. Đây à, cái đục. Đấy, hàng lỗi hết. Nãy giờ là cái mấy cái con kia là chạy là ấy rồi. Này em ghi chữ lỗi nè, con nào lỗi em ghi vô luôn, lần sau mình dễ nhớ. Đúng không? Đây à, hàng lỗi anh em nha. Rồi con này 190. 120k luôn em nha. Con này cũng đục. Anh em giờ chạy lúc chạy lúc bấm được lúc không anh em ơi. Đổi nha. Đó. Con này. Đây xì ngay đây anh em nha. Đây xì ngay đây nè. Đầu quay được mấy tua là cứng thôi. Đó, đảo chiều được nhưng mà xì ngay đây nha. Em không có tháo ra đâu anh em nha, đây nó còn nguyên xi luôn nè. Hàng của Astro Bru ở đây đầu 1/2 anh em nha. Đó. Lỗi. 1/9 1/1. Rồi, mấy hàng lỗi này thì em bán anh em là 180k là bao ship anh em nha. Bóp vô phát ra đi vô nó luôn. Rồi, con này lỗi luôn anh em nha. Đấy, lỗi này anh em cũng thấy rồi đó. Đấy, 192. Đầu 1/2 luôn em nha, đầu 1/2 luôn. Thì con này 220k luôn, lỗi anh em nha, 192. Rồi 193. Đây, xì hơi đây nè. Xì ngay đây nè. Bóp không được luôn, đầu 3/8 luôn em nha. Đó, nó bọc nhựa rồi. Bị xì hơi, lỗi luôn em nha, lỗi luôn. 193, con này thì đầu 3/8. Rồi tính cho anh em là 130k luôn. Đó, 193. Này nó xì cái này ngay cái này anh em. Đó, bóp thì không chạy. Đấy, đầu 1/2 anh em nha. 194. Rồi con này 170k luôn anh em nha. Đó, này, đó. Lỗi anh em nha. Lỗi. Hay là không đủ hơi cái gì đó em không biết luôn. Đấy, nói chung là chạy không ngon là bán không ngon luôn anh em ơi. À, con này đứng hình luôn. 195. Gắm vô không xì nhưng mà mấy con 195. Rồi con này 100 luôn anh em nha. Đó, 195. Đầu đứng là mấy con anh em nha. Bóp không được, cò bóp không được. Đấy. Gắm vô không xì luôn. 195 100k bao ship anh em ơi. Không còn bỏ ra đi. Nó xì ngay chỗ công tắc này nè. Xì ngay đây nè. Đầu 1/2. Đó, nó xì ngay chỗ công tắc nha. KW14HB. Xì ngay chỗ công tắc á. Rồi. Con này 300 anh em nha. Đó. Đây. Rồi, sát luôn em nha, hàng lỗi nha. Rồi, một con cắt cành. Cắt con nha. Cắt con này, to này cắt gì anh em nha. Này nè, cái lưỡi đó nè. Lưỡi còn bén không mẻ anh em nha. Con này còn bén không mẻ luôn nè. Cắm điện vô thì không xì nhưng mà bị công tắc nè. Công tắc bớt không được. Không xì anh em. Không thấy xì nha. Rồi, con này dạ, chiếu về. Rồi 197. Con này 230k anh em nha, 197 203. Đây, bóp cái xì ngay đây anh em. Bóp xì ngay đây nha. Đó.
Rồi con này hình thức luôn. Rồi dặn được anh em nha. Đó. Đầu này cũng quay được một vòng luôn. Rồi 198 con này 200 bao ship anh em nha. Đó, 198 200. Anh em hàng lỗi anh em nha, hàng lỗi nè. Đó, 198 200. Được lòng này. Xì ngay đây anh em nha. Đó, đa phần là xì ngay đây nè. Đầu cứng nè. Đạo cứng nè. Cái này dặn được anh em nha, dặn không. Dặn được đè đè xuống nó đè vô là dặn được anh em nha. Còn cứng luôn. Rồi, con này lỗi luôn anh em nha. Phía sau này toàn là lỗi hết. Rồi 199. Rồi cái này 170k luôn anh em nha. Đó, con này hơi xấu. Rồi mã 200. Bóp nó xì ngay đây. Rồi 200, con này 100 luôn anh em nha. Hả? 200 100k luôn. Con này. Bóp nó xì ngay đây anh em nha. Bóp nó xì ngay đây nè. Rồi con càng này. Đầu 1/2. Bóp xì ngay đây. Đầu 1/2. Đấy. Lúc đảo chiều mất luôn. Đầu 1/2 cứng luôn em nha. Rồi 201. Con này 150 em nha. 201 150k luôn. Đây xì ngay đây luôn. Rồi 202. Con này 180k luôn em nha. 202. Đấy đảo được nè. Bóp xì. Rồi ok luôn. Cái này nhắn được anh em không? Rồi rồi 203. Rồi xì ngay đây luôn. Đầu 1/2 cứng nè. Cứng đầu này bóp được. Rồi con này hình thức đẹp mã 203. 180 luôn anh em nha. Đó, 203. Rồi 204. Đảo được. Bóp xì ngay đây. Đó. Rồi con này 180 luôn anh em nha. 204 180 luôn, đầu 1/2 luôn. Xì ngay đây luôn anh em nha. Xì ngay đây luôn. Này cứng luôn. Này cứng luôn anh em nha. Hai không mấy em. Rồi 170 luôn em ơi, 205 170 luôn nha. Đây xì ngay đây luôn em. Xì ngay đây nha. Con này hình thức đẹp nè. Đó, xì ngay đây. Quay được. Đầu này cứng luôn. 206. Rồi con này 200 anh em nha. Đó, 206 200. Rồi xì ngay đây luôn. Đảo cứng nè. Đầu này nhúc nhích từng tí xíu thôi. Này cứng luôn. Có đó trong thùng luôn anh, 700 anh. 207. 207. Cái này 170 luôn em nha. Đó. Đầu 1/2 hết anh em nha. 28. Không anh. Ủa. Hồi nãy test không chạy, giờ test chạy nè. Hay là lắm đủ hơi ta. Rồi 208 cái này 350 anh em nha. Nó chạy ok rồi. Ok, đảo chiều ok luôn. Đó. 208 350 anh em nha. Rồi xì. Cứng. Rồi 209, thùng này đồng 1/2 luôn em nha. Rồi cái này thì 180k luôn đó. 209 180k luôn cái này. Rồi anh em ơi, bây giờ là nãy giờ em quay đồ hơi cũng nhiều quá rồi anh em, em cũng ngán rồi. Bây giờ em qua quay máy điện đi anh em ơi. Đấy, thì máy điện này là toàn bộ sử dụng điện 100V anh em nha. Em cắt khúc ra nha. Thì cái này điện 100V thì bây giờ em sẽ test từng con một anh em xem tham khảo nha. Rồi con đầu tiên là một con
máy máy gì ta, máy phay phay cỏ, cắt cỏ, một con siêu phẩm giờ trưng bày anh em nha. Con này bao điếc cho anh em luôn đấy. Cắm điện như không chạy anh em, nói chung là đùa chút thôi chứ thiệt sự là con này em cắm điện như là nó không chạy và em cũng không có dọn luôn anh em nha. Đấy thì anh em nào có nhà hứng dọn con này thì anh em về dọn ha, và em cũng không có vệ sinh lau chùi gì hết anh em nha. Còn đó, nó dơ thôi. Con này hàng to luôn anh em nha. Con này cái đế của nó rất là to chứ không phải như những cái con kia đâu. Đây hàng đây, cắt cỏ anh em nha. Đo đi em ơi. Lấy cái thước đo đi. Thôi con này là thiệt dạng nó là hãng là Panasonic, thì chiều ngang của nó là 46 nè. Rồi chiều cao của nó là đo tổng hết chiều cao lên anh em. Đây, hơn mét ạ. Rồi 1 mét nó gần 1m2 anh em nha. Rồi ok. Gắm điện vô không chạy anh em. Còn bao nhiêu ký em? 12 ký. Rồi con này 12 ký anh em ơi. Rồi tính cho anh em là 45k bao ship ở cho anh em nha. Quá nặng luôn. 210. Nhiêu em? 210. 210. Rồi 400 bao ship cho anh em ha. Nó không còn cân không không. Cái con này thì ngày hôm qua nó lên là nó không có chạy anh em nha, thì em mới chỉnh lại sao? Dây hư bị thú dây đó, nó bị thú dây. Rồi chạy êm như nhíp luôn em à. Thì cái cây này, cái cây này không phải là cây của nó đúng không em? Cái cây này không phải là cây của nó thì em bỏ vô cho nó đẹp đội hình đó. Nói chung là em bao sóng và bao ship cho anh em thôi, còn cái cây đó em bỏ vô em cũng không có test nước anh em nha. Anh em thôi giờ tự test giúp em ha, hàng máy rửa xe bất cứ con nào cũng vậy anh em nha. Thì con này là con Makita MHQ0820, nó là 1430W, sản xuất tại Trung Quốc, điện 100V anh em nha. Thì chạy êm ru luôn, không bởi không vỡ không có gì hết. Có bị bởi chỗ nào không, kiểm tra giùm anh ơi. Đấy, nó ok hết luôn anh em nha. Thì con này giá của nó là mã 211, 1.700.000 anh em nha. Con này nó rất là to đấy, 1.700.000 anh em ơi. Đấy rồi con này 212, rồi một con 200W nè, Tokyo Japan. Đây anh em ơi, điện 100V, anh em chụp cái tem lại xem kỹ giùm em ha. Này một viên đá, đá trắng anh em ơi, chạy im ru luôn em nha. Thì con này nó rất chạy rất là im ru luôn. Hình con này bánh ký đó em cần cần ký tính tiền ship chút cha, ít ít cái nặng lắm, 11 ký anh em nha. Rồi rồi em này 550k mã 212, 550 luôn. Rồi tiếp tục đó là một con máy hàng mã 213, 213 là một con máy hàng, nó có hai nấc mạnh, nó có hai nấc. Con này của Su giật cao lên em. Sumumet 180, điện 100V, 200V có luôn em nha. Thì cái này 160A là cao nhất đúng không? Đúng rồi. 160A là cao nhất anh em, hàng một con hàng cơ. Bên này 100A. Bên này 100A, bên này 160, gắm điện vô đi em, test. Đó, rồi. Rồi một cái, hai cái. Rồi ok, cháy dây luôn. Rồi nói chung là nó còn sống anh em nha. Còn đây là một cái sơ đồ của nó đây. Điện 200 cũng được mà điện 100 cũng được. Đó thì điện 200 thì anh em nên đấu lại anh em nha. Thì cái con này nó đang em đang tiếp điện 100 đấy. Đây là cái sơ đồ của nó đây anh em nha. Đó 7.5kVA, 100 200V, 28V. Rồi con này không có dây gì anh em nha. Đó, nó chỉ là một cái con máy hàng thôi. Hơi mớp mớp ở dưới đây. Rồi mã 213, con này 2 triệu anh em nha. Đó 2 triệu 213, 2 triệu. Rồi con này 214. 214 thì con này nó là một con máy thổi lá. Đó nó bị mất cái nắp ngay đây. Rồi giật đi. Hàng của Tanaka đấy, một con máy thổi lá. Nó bị mất buri nữa đúng không? Đây buri. Phải không? Không phải. Đó cái gì? Buri đi đi. À, buri trên, còn cái đó cái gì? Cái bơm xăng, bơm xăng ừ, đúng rồi, bình xăng lên nè. Đấy, cái này thì anh em về nhà dọn lại ha. Đó. Và giật thì được rồi. Sức một miếng ngay đây. Rồi con này
giá của nó là 370k đấy, 214 370 luôn. Rồi con này 215 215, con này 230k, con này bữa giờ bán hai con rồi. Nó cứ lòi ra con nào thì em quay lên con đó cho anh em nha. Đó, con này hôm qua em cũng có quay rồi anh em nha. Thì con này nó còn khít luôn nè, chưa đó. Hai đầu kẹp không biết cục gì đâu anh em nha. Đó, anh em yêu nghiên cứu, em yêu khoa học nha, em chỉ bao ship thôi anh em nha. Rồi 215 230k luôn. Rồi tiếp tục con này 216. Con này 216. Con này đó, nó chạy vô anh em nha. Còn chạy ra. Rồi chạy vô. Chạy ra nó chạy đường khúc là đứng anh em nha, đây nè. Đó. Chạy vô, chạy vô, chạy vô. Làm sao cho chạy vô lại? Hả? Cái này nó bị lỗi cái này. Cái này nó bị lỗi trong này nè anh em nha. Lỗi công tắc hay lỗi cái gì đó. Đó, nó chạy ra tới đó là đứng thôi. Nói chung là motor thì nó còn sống anh em nha. Đấy, cái này em bán sát luôn anh em nha. Đó. Rồi 216. 1.800.000 con này. Nó tời được bao nhiêu ký ta? 160 ký anh em nha. Đó, 160 ký. Cáp này, cáp mấy liền. Lấy thước đo. Rồi, đó đó. Cáp 6 ly. Rồi, đây, mình đo cho. 5 ly. Cáp 5 ly anh em nha, đúng không? Cáp 5 ly. Rồi, 160 kg đây anh em nha, 160 đây. Đấy, rồi 1.800.000 con này. Cáp già bao nhiêu cũng không biết luôn, nằm đó anh em à. Mờ luôn. Mờ luôn. 100V nè. Đấy, nó mờ luôn. Nhân 21 m nè. Đúng không? Cáp 21 m đó. Đó, nó ghi trên tem thôi anh em nha. Rồi mã 216 1.800.000 luôn. Con nó hàng lỗi anh em nha. Con này 217 nè. Đó, 217. Tới một xí anh. Đó. Con này 100 kg thôi. Đấy. Đó. Đó, ra anh em nha. Đó, chờ giờ chạy vô lại. Test ra cho đàng hoàng em. Anh em nó không có đồng mốt anh em nha, anh em giờ tự đó đồng mốt nha. Đó ra. Rồi ra thôi, không có vô. Đó, đó vô á. Rồi con này nó bị lỗi luôn anh em nha. Đấy. Rồi. Nó lỗi công tắc gì trong này nè anh em nha. Đó. Con này cáp 5 ly luôn này. 5 ly luôn anh em nha. Đó, 5 ly luôn. Rồi. Mã 217 con này. Đây cái tem. Đây cái tem con này 600W nè. Đấy. DC 100V. Đây. Em này mã 217, con này 1.600.000 anh em nha. Đó, ok anh em nha. Mã 217 1.600.000. Đấy, đời tời 100 kg. Con nó tờ 100 kg. Bao nhiêu kg em? Rồi con này 218. Con này điện 3 pha anh em nha. Con này điện 3 pha. Đấy. Bao nhiêu kg em? Rồi con này điện 3 pha. Đấy. Điện 3 pha nó hơi dơ, hơi đen hơn em nha. Thì con này điện 3 pha cốt còn quay được. Nói chung là không bể, không vỡ. Đó, hàng của Soduka gì đây. Tìm con nó đây. Thấy không anh? 200V 3 pha không thấy luôn. Nặng 16 kg nè em ơi. Đó. 16 kg. Rồi con này điện 3 pha 218. Em này nó dơ dơ đen đen thôi anh em nha. Rồi giá của nó là 1 triệu luôn em nha. Mã 218 giá của nó là 1 triệu luôn. Đó, 218. Rồi được rồi. Con bàn nặng 21 kg luôn, đời nó cổ anh em ơi. Đó. Con này thì đầu kẹp nó là đầu kẹp 6 ly. Lên xuống hàng Tokyo da băng. Đấy, lên xuống bình thường Tokyo đây anh em. Đó, cái tem này nó là đời cổ rồi, mất cái đới bàn nè. Xoay được không? À,
được có cái nặng, đi dây co ro xấu anh em nha. Đó. Dây co ro nó xấu, tuột dây co ro ra ngoài rồi. Thì anh em giờ thay cái dây co ro lại nha. Thì con này nó hơi nặng anh em ơi, 21kg luôn. Đó. Rồi, nói chung là anh em giờ là làm dây co ro lại nè, với lại cái này nữa. 27 em. Tem này nó mờ luôn, đo chiều cao nó em. Con này tầm cũng nửa mét. Con này tầm nửa mét anh em ơi, đó. 53. Rồi. Mã 219. Rồi, con này nặng 21 kg, tính anh em là 1.300.000 anh em nha. Đó, 1.300.000, con này da băng anh em nha. Rồi, tiếp tục con này 220. 350W một con bơm nước. 1030W. Cô xin, con này bị mớp anh em. Rồi. Rồi, con cô xin này nó xấu ngay chỗ công tắc này anh em nha. Chạy thì ok rồi đó. Đó, con bơm nước. Rồi, bao sóng cho anh em nha. Còn nhiêu anh em về dọn anh em nha. Rồi, con này 350k luôn. Đó, 220, 350 luôn. Rồi, tiếp tục con này con rửa xe. 221. Rồi, con tiếp tục con rửa xe này thì Toshiba Marin. Con này hàng của Ý anh em nha. 1300W, hàng của Ý. Con Toshiba. Rồi, máy thì chạy rồi. Đấy. Thì em chỉ là bao sóng cho anh em là bao ship thôi nha. Đấy, con Toshiba này. Đới nhựa nó hơi hở ngay đây. Anh em giờ vừa xin thêm ha. Hàng của Ý anh em nha. Đấy. Rồi, dây điện đó. Đầy đủ. Rồi, con này 700 anh em. Đó, 221 700k. Rồi. Rồi, tiếp theo là mấy con máy lớn này nữa anh em ơi. Đó, máy lớn này đi. Đó, quay máy lớn đi em. Con này sơi 15 F bơi. Con này sơi 15 F bơi thì chân châu không? Rồi. Thắng thiết, chạy ok luôn. Con này lưỡi 380. Con này mất cái miếng cà tê rồi anh em nha. Thì cái xoay là ok luôn. Đó, mất miếng cà tê rồi. Nói chung là ok hết anh em nha. Nói chung là chỉ thiếu mỗi miếng cà tê thôi. Đấy. Không bởi không vỡ. Rồi, em này tính cho anh em là mắc miếng cà tê thì 2 triệu anh em nha. Cô sơi 15 FB anh em nha. À, mã 222. Rồi, 2 triệu luôn anh em nha. Đó. 2 triệu luôn. Nó mắc miếng cà tê thôi anh em. Sơi 15 FB nó khác, còn sơi 15 F nó khác anh em nha. Sơi 15 F nó rẻ hơn. Đấy, con này sơi 15 FB thì nó là 2 triệu. Đấy. Rồi, 222 2 triệu. Rồi, con đó con nào cũng được em, mở ra. Rồi, con này 223. Con này con Hitachi đời cổ này, Hitachi đời cổ anh em ơi. Rồi, dỡ ra được không? Lưỡi bao nhiêu vậy? Nó liền luôn. À, nó liền luôn. Này hình như là nó lưỡi tầm khoảng 250. Đo 250. Ờ, 250 đó, đứng đó. Rồi, thùng này thùng Makita anh em nha. Thùng này Makita 260. Đó, đây nè, lưỡi 260. Đó, liền lạc luôn. Rồi, bao nhiêu ký em? Quay 10 gồm 17 ký hả? Rồi, lưỡi 260 anh em nha. Đó, con này thì anh em giờ xài xong là thay lưỡi cũng được nè. Cái lưỡi này cũng xài tạm thôi anh em nha. Lưỡi hợp kim cũng mẹ hết rồi. Cái này nó là 50 nè, 50. Còn cái này nó là 43, chiều cao thì 27. Rồi, 16 ký. Rồi, cái thùng này 260, 800k anh em nha. Đó, 260, mã 223, 800. Rồi, tiếp tục con này 224. Để xuống em. Tokyo da băng. Rồi, con này thì chạy ok luôn. Đới nhôm. Máy đẹp anh em nha. Con này đẹp. Đấy. Tiếp luôn. Giờ bỏ đá vô xài thôi anh em. Đới nhôm Mitachi. Đấy, dặn ra vô vệ sinh lại cái phần dặn. Đó. Mới kinh luôn.
con này rồi, đá 305 Mitachi Tokyo Japan rồi, mã 224 800k anh em nha. Đó, mã 224 800 224 800k rồi, 225 rồi, một con cắt đa năng bự anh em nha, 225 một con cắt đa năng đá lấy chai rồi 7 em Makita, tháo dây ra mày xịt lên coi thử đá bao nhiêu vậy ta, đá bự lắm, con này là loại bự anh em. Rồi được rồi, 4.300 vòng, lâu lâu lấy cái khăn lau em, lấy cái khăn lau nó lem luôn á, khăn dơ. Rồi được rồi, không thấy luôn em ơi. Tiền nó mờ rồi. Rồi đo cái họng nó đi em ơi, đo cái họng đi. Này đá lớn anh em nha. Này đá lẻ đá 355. Này lẻ là đá 355. Đá 355 hả? Từ từ chị ơi, cầm điện thoại vô cho chị nghe giùm anh nha. Rồi con này chắc đá 355 anh em nha, đo đo lại một lần nữa cho anh coi cho nó kỹ cho chắc. Này đá lớn. Này đo từ cái bảo vệ qua tới đây, bảo vệ đây là 360 anh em nha. Chắc nó là 355 á, em cũng không có ấy được. Anh em nhìn vừa tầm đó. Mình chừa cái vành này ra, chừa cái vành ra. Đó, chạy ok ngon lành. Xay được không em? Xay cứng anh em, giờ vệ sinh lại làm lại nha. Con này là con cắt đa năng rồi, bấm chạy đi em. Rồi nó hơi có lửa một bên anh em giờ dọn thêm nha. Đấy con này đập 8 búa nó không chịu chết nữa anh em ơi. Đấy. Mấy con đời này nó trâu lắm. Đây thì đôi chân của nó thì còn sáng đẹp lắm. Rồi, cân lại cái con này còn bao nhiêu ký em? Con này nó mấy chục ký luôn, nó nặng lắm. Đế sắt mà nè. Đấy. 33 ký hả? Đó. Rồi, con này mã 225, con này 2.500k anh em nha. Đó. Đá này đá lớn anh em ha. 2.500k. Anh em giờ vệ sinh thêm qua nha, đá 355. Rồi. 225 2.500. Rồi tiếp tục con này 226. Rồi con này thì xoay được anh em nha, một con cưa trượt xoay được, lên xuống được, trượt trượt cứng, xéo được không em? Xéo thử đi. Xéo được, trượt thì cái ti của nó cứng anh em nha, anh em giờ vệ sinh làm lại luôn nha. À, con này nó là con lưỡi Ethelman, lưỡi 190. Đó, con này lưỡi 190 anh em nha, 1100W, trượt được. Đây. Rồi không có thắng, nó có một hai tia lửa ra thôi. Thì con này anh em giờ vệ sinh lại phần ti anh em nha. Đó. Đối chân nào thì nó không gãy không bởi luôn. Rồi bao cho anh em về tới nhà không gãy không bởi. Có gì gì gọi lại cho em nha. Đó, riêng con này, mấy con này giờ bởi lắm anh em nha. Đó. Lửa 190 226. Con này con nó bao nhiêu ký em? Rồi 12. Rồi con này chuột này tính cho anh em là 900k anh em nha, 900. Rồi mã 226 900k. 226 900k anh em ơi. Rồi. Rồi kết thúc chương trình đi anh em ơi. Con này à, được rồi. Con này được rồi, từ từ chiều quay đi em. Rồi, chiều sáng ngày hôm nay em có lên bao nhiêu đây anh em ơi. Rồi anh em xem được con nào thì ủng hộ em. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi cũng chở rồi. Em hẹn gặp lại anh em vào chiều nay nha.